Muốn trang hoàng không gian thêm phần sang trọng ngoài những chiếc đồng hồ hộp treo tường quả nắp, Vang Vọng xin được gửi tới các bác hai mẫu đồng hồ tủ cây đặt sàn, thiết kế sang trọng bề thế để góp phần làm đẹp cho không gian nhà của các bác. Đầu tiên, đây là một chiếc tạ cây đến từ thương hiệu nổi tiếng, đó là thương hiệu Sunai, một thương hiệu nổi tiếng của đất nước Mỹ. Ngoài ra, em còn có thêm một chiếc đồng hồ tạ cây khác của thương hiệu Howard Minor. Và đây là hai thương hiệu chủ đạo của đất nước Mỹ về sản xuất những chiếc đồng hồ tủ cây, hoạt động chuẩn xác, bền bỉ, mang nét đẹp sang trọng. Đây là hai chiếc tủ cây em sưu tầm ở trong cái tình trạng là nguyên bản toàn bộ từng chi tiết, từ vỏ thùng, mặt số đến bộ máy, đến bộ gông. Và đây là hai chiếc được Vang Vọng tuyển chọn rất là kỹ để gửi tới các bác. Đều là hai chiếc đồng hồ tủ đứng 12 gông, 12 búa, và sẽ chơi lên cho các bác âm thanh của ba bản nhạc nổi tiếng. Đặc biệt hơn, đây đều là những chiếc được sản xuất gần đây rồi các bác ạ. Em không nhầm thì cả hai chiếc này đều được sản xuất khoảng những năm 1990. Nên về cái độ đẹp cũng như cái độ mới, có thể nói thẳng với các bác rằng rất là cao, từng chi tiết một luôn. Có hai màu gỗ chính các bác nhé. Đối với chiếc đồng hồ Sunai thì sẽ là màu gỗ sồi, nên chúng ta sẽ có màu vàng. Còn đối với chiếc đồng hồ Howard Minor sẽ có một cái thiết kế gỗ màu nâu, đúng không ạ? Hai kiểu dáng khác nhau. Chiếc Howard sẽ là kiểu dáng mái sừng trâu, còn đối với chiếc Sunai, một kiểu dáng mái vỏ sò. Đây cũng là hai kiểu dáng đắt giá nhất trong thế giới đồng hồ tủ cây. Và em cũng đang về thêm một chiếc cây, em cũng về thêm một chiếc. Và đây là chiếc em đang lau dầu để căn chỉnh cho các bác. Và hai chiếc này thì em cũng căn chỉnh như chiếc này các bác nhé. Phải tháo cái phần mặt số ra, nhấc hẳn cái bộ máy ra các bác nhé, để vệ sinh cái bộ máy và cho chạy test thử ok, ngon lành thì mới bắt đầu là nắp mặt số lên và hoàn thiện nắp quả nắp để hoạt động và giới thiệu cho các bác như hai chiếc đầu tiên này. Đây là hai chiếc đã được Vang Vọng lau dầu bảo dưỡng rất là kỹ lưỡng rồi, hoạt động chuẩn xác, bảo hành 5 năm để các bác yên tâm sử dụng. Còn bây giờ sẽ mời các bác cùng em đi chi tiết từng chiếc một nhé. Đầu tiên sẽ là một chiếc của thương hiệu Sunai, một mẫu thiết kế mái vỏ sò. Em sẽ quay rất là chậm đấy. Tính từ trên mái đi xuống với phần đế của chiếc đồng hồ em đo được là 2m05 các bác nhé. Còn phần đế của chiếc đồng hồ tạ cây này rơi vào khoảng 61cm. Hoàn toàn bằng chất liệu gỗ sồi nên nó sẽ nổi lên những cái đường vân rất là tự nhiên, nó đem lại một cái nét đẹp sang cổ, đúng không ạ? Hai con song trụ được thiết kế ở hai bên giúp cho chiếc đồng hồ tủ đứng được thiết kế một cách rất là vững chắc. Đặc biệt hơn thì cái phần đế các bác nhé, phần đế đã được mở rộng hơn so với phần thân. Thế nên khi các bác nhìn vào chiếc đồng hồ nhìn nó rất là bề thế, nó không bị gọi là thẳng tuốt, đúng không ạ? Rồi, về cái thiết kế các bác nhé, điểm những cái phần hoa văn rất là tinh tế đây các bác này, sờ rất là thích tay các bác nhé. Từng chi tiết trên chiếc đồng hồ tủ đứng này còn rất là xuất sắc luôn các bác ạ. Để mà nhận xét thì tổng thể các bác nhé, nhận xét tổng thể chiếc Sunai này, từ cái thiết kế vỏ thùng bên ngoài các bác nhé, từ thiết kế vỏ thùng bên ngoài đến cái bộ tạ, bộ nắp, rồi đến cái bộ máy bên trong, em nhận xét đây là một chiếc Sunai nó còn đẹp tổng thể các bác nhé, tổng thể trên 95-96%. Hai bên sẽ có hai cái phần cửa kính như này các bác nhé, hai phần cửa kính như này các bác này. Em đã tháo một bên ra để có thể soi kỹ cái bộ máy cũng như là thử chuông cho các bác nhé. Bây giờ em xin được mở ra đi ở bên trong. Đây là cái phần khóa cửa các bác nhé. Phần khóa cửa đây có một cái phần núm bông của người Tây thì các bác này. Và đây các bác nhé, đây là cái phần mặt số có nịch âm trăng sao, 15 trăng lên, đúng các bác, 15 trăng lên. Và hết 15 trăng sẽ tự động đi xuống, đúng ạ. Còn đây sẽ là cái phần mặt số các bác nhé. Một cái phần mặt số được thiết kế có thể nói là rất là tỉ mỉ luôn các bác ạ. Nền số màu vàng, số nổi vàng, kim rốn có đây các bác nhé. Bộ kim hoa văn đặc trưng này, chế độ tắt chuông giờ đây các bác này. Và bên này sẽ có chế độ tắt chuông hẳn và ba bản nhạc các bác nhé. Phần hoa văn bốn góc đây các bác này, bốn chùm hoa bốn góc. Đây là tên logo thương hiệu các bác nhé, Sunai. Tem mark đầy đủ đây các bác này, Made in USA đúng không ạ. Và chiếc này thì được người mua tặng cho người chủ vào năm 1990 các bác nhé. Đây,
có một cái bảng tên ký hiệu đây các bác này, để các bác có thể biết được cái niên đại cũng như thời gian của chiếc đồng hồ tủ đứng. Bộ ba tạ vàng các bác nhá, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, bộ ba tạ vàng đây. Cùng với đó, bên dưới sở hữu một cái phần quả nắc dáng đàn vàng, kích thước rất là lớn, dập hoa văn xung quanh viền các bác nhé. Nắc dáng đàn giúp cho cái phần bên dưới nó thêm phần sang trọng. Bộ gông cực kỳ là dài các bác nhé, các bác nhìn dài chưa. Hai bên hông này sẽ là hai cái phần kính mài viền các bác nhé, hai phần kính mài viền đây các bác này. Đây, đấy, hai phần kính mài viền. Kính ở phần mặt trước cũng thế các bác nhé, cũng được thiết kế mài viền đây các bác này. Đó, bây giờ em xin được soi qua cái bộ máy để các bác được nhìn qua cái phần bộ máy nhá. Đây là cái bộ máy đây các bác này, rất là đẹp luôn. Bên trong các bác có thể nhìn thấy cái tên logo thương hiệu Snide đúng không ạ? Đây này, đó, rất là rõ nét đúng không ạ? Vách máy dày, từng chi tiết bên trong nó còn trăng sáng một thép các bác nhé. Đây là cái phần quả Nogai sẽ chơi lên âm thanh của ba bản nhạc nổi tiếng cùng với bộ công thép đây các bác nhé, xanh đen 12 đầu búa. Còn bây giờ em xin được thử qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Snide này chơi lên để các bác cùng em được thưởng thức âm thanh nhé. Đấy là âm thanh của ba bản nhạc trên chiếc đồng hồ tủ đứng Snide các bác nhá. Rất là hay đúng không ạ? Ngân nga, tiếng chuông 1 giờ điểm 1 tiếng đấy, vừa chỉ điểm cho các bác đấy, rất là rõ nét đúng không ạ? Đây các bác nhá, vách thùng bên sau cũng thế các bác này, bên USB đây, thông số đầy đủ này. Và bên hông bên này cũng thế các bác này. Bên hông kính bên này cũng thế các bác nhá. Cũng có một cái phần đây, em sẽ tháo phần kính ra để các bác dễ nhìn nhá. Đây, các bác có thể nhìn, bên trong cũng có một cái phần giấy tờ đấy các bác nha. Rất là rõ nét này, thông số của chiếc đồng hồ nha. Một chiếc đồng hồ được nhập nguyên cây đấy các bác ạ. Bây giờ em xin được chuyển qua chiếc đồng hồ Howard Miner các bác nha. Và đây là thiết kế của chiếc đồng hồ Howard Miner. Một thiết kế dáng sừng trâu các bác ạ. Rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Sừng trâu, nhưng lại được thiết kế ốp nu các bác nha. Cũng được thiết kế dáng hai con song điện rất là vững chắc. Giống như chiếc Snide. Chỉ khác nhau mỗi cái phần màu sắc của chiếc đồng hồ tủ đứng thôi các bác ạ. Và kích thước của chiếc đồng hồ này em đo được nhá. Từ trên đỉnh mái này, đỉnh mái đi xuống dưới cái phần đế của chiếc đồng hồ các bác nhá, là 2m16. Và bề rộng của chiếc đồng hồ này cũng thế các bác ạ, đều là 61cm. Cả hai chiếc đều sở hữu một cái phần đế mở rộng, nó giúp cho chiếc đồng hồ nhìn rất là chắc chắn và vững chãi trong khuôn viên nhà của các bác đấy. Đây các bác nhá, mái sừng trâu này, chúng ta sẽ có hai cái phần được thiết kế trụm vào nhau, cùng với đó sẽ là một con song tiện. Đây, một cái phần viền nha, phần viền được thiết kế bởi cái phần gỗ sáng màu để làm nổi bật lên cái phần gỗ vân nu, thiết kế đối xứng hai bên như này các bác ạ. Đây, em cũng quay rất là chi tiết chiếc đồng hồ Howard Miner này. Đây là chi tiết hai con song tiện các bác nha. Hai bên kính cũng là đều là kính mài viền hết các bác ạ. Rồi sang bên hông bên này, đẹp, phải nói là đây là cũng là một chiếc Howard Miner em nhận xét nhá. Tổng thể từ cái thiết kế vỏ này, mặt số, bộ máy, bộ gông đẹp trên 95-96%. Nhưng thiết kế của chiếc Snide này nó sẽ khác hơn một chút. Ở chiếc Howard này khác hơn một chút các bác nhá, là thiết kế hai cửa này, một cửa mở riêng biệt này, cửa dưới có khóa mở riêng biệt luôn các bác nhá. Đó, hai thiết kế cửa này, hai cánh cửa này. Và điểm đặc biệt nữa, đây là một chiếc Howard, nó có cái chế độ
Night Off, đó là tắt chuông đêm, sẽ tắt được cho các bác khoảng 10 tiếng các bác nhé. Ví dụ các bác hẹn tắt từ 10 giờ đến khoảng 6 giờ sáng bật đó, thì 1 tiếng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 giờ có thể khoảng tầm 7 giờ nó sẽ bật lại cho các bác nhé. Và cũng là bộ máy 12-12 búa, không khác gì nhau. Chơi nên âm thanh của ba bản nhạc đây các bác nhé. Cũng có kim rốn này, cũng có nịch âm trăng sao đầy đủ này. Nịch âm trăng sao đấy các bác này. Tất cả mọi chi tiết đây các bác này. Hoa văn, số nổi vàng trên một nền hoa văn màu trắng bạc nổi bật. Bốn góc, chúng ta đều có bốn cái phần họa tiết bông hoa đối xứng nhau đúng không ạ? Tên logo thương hiệu đấy các bác nhé, Howard Minor. Bên dưới, bộ ba tạ đấy các bác nhé, bộ ba tạ vàng. Cùng với đó, một quả nắc dáng đàn màu vàng nhé. Ở bên dưới thì các bác sẽ thấy chính giữa phần quả nắc chúng ta có một cái phần hoa văn đúng không các bác? Một cái phần hoa văn. Theo nếu mà các bác để ý kỹ thì cái phần hoa văn ở cái phần mặt nắc ở bên dưới này nó sẽ trùng với cái phần hoa văn ở trên chính giữa trọng tâm của cái phần mặt số các bác nhé, đi theo nhau đấy ạ. Và hai bên này cũng có vách kính đấy các bác nhé, đây là phần vách kính và em cũng đã tháo ra một bên rồi nhá để các bác nhìn được cái bộ máy. Và đây sẽ là cái bộ máy bên trong đây, bộ máy của thương hiệu Howard Minor. Một cái phần quả nô gai chơi nhạc không khác gì chiếc Snide đúng không ạ? Vách máy rời các bác nhìn này, chi tiết máy rất là đẹp luôn, trục trắng sáng màu thép, bánh răng bằng đồng, thông số thì ở bên trên nhé bác nhá. Đấy, bên trên cũng có đầy đủ thông số này. Bộ 12 thanh công thép, 12 đầu búa. Đây các bác này, đầy đủ nhá, có đều có tên logo thương hiệu đây các bác nhá, Howard Minor ở bên trong này. Bây giờ em mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Howard Minor chơi nên các bác nhá. Rất là ngân nga phải không các bác? Từ cái bản nhạc Westminster đến cái bản nhạc Sweet, quả thực với các bác là nghe rất là truyền cảm hứng các bác ạ. Gồng thép rất là dài các bác nhé, xanh đen một thép đấy các bác này. Và đấy là âm thanh của chiếc đồng hồ Howard Minor. Cả hai chiếc này có thể nói là được vang vọng lựa chọn, tuyển chọn rất là kỹ, đẹp từ ngoại hình, mặt số, bộ tạ, bộ nắc đến cái phần âm thanh các bác nhé. Bây giờ em mời các bác cùng em nhìn ngắm lại một tổng thể một lần nữa. Một chiếc tạ cây thuộc thương hiệu Howard Minor, dáng sừng trâu các bác nhé, gỗ óc chó này. Và chiếc thứ hai sẽ là chiếc Snide các bác nhé, gỗ sồi. Bác nào muốn sở hữu chiếc nào, mời các bác đọc cái tên thương hiệu đã giúp em, hoặc là các bác chọn màu gỗ nào, các bác báo em cũng được. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.